đúng không? Trừ cái chân dung người ta thì không nói, nhưng mà cái phần này thì hầu như là nó bí. Nhìn vào mình thấy là nó cái cách giải quyết vấn đề nó bí lắm, nó chưa được mình thoải mái, giống như là như này nó tút tác, nó thoải mái hơn rất nhiều. Nó tha thì hoặc là bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ, hoặc là không có vấn đề nào, giống như là nước như thế này cũng được, giống như là những cái kiểu như này. Luôn mở. Nhưng mà nó lại nhìn lý cái này đeo đi theo đúng không? Thì trùng vẽ giống hay là cái ví dụ như cái của Đào Thu chẳng hạn. Đào Thu mà đừng có ngấn như này nữa thì nó sẽ không có thể. Tự nhiên nó ngấn cái này thì cái một cái cục nó lồi ra thôi. Em mà gầy, chẳng ai đứng thế này cả. Cái này nhắc bằng vẫn không. Em có một điều rất dở này, có một điều rất dở là giờ xếp không ra của Long với cả Lâm rồi. Hai cái ông này đa số là còn cứ đứng cạnh nhau. Đúng không? Giờ trước thế, giờ trước là có cả cái Hồng Anh đứng cạnh nữa. Nhưng Hồng Anh là biết rút được kinh nghiệm thì Hồng Anh đứng sang bên kia. Bây giờ là hai ông này đứng cạnh nhau, cho nên đa số thì nó lộ ra ngay. Đúng không? Đó là đặc trưng như này. Nhưng mọi người chú ý nhé, thật ra thì cái này á, cái này á, nếu mà cứ thế này đẩy lên nó tăng đậm và lấy sáng là nó sẽ được. Cái kiểu dở dở hơi như thế này. Đúng không? Ít nó được hơn của Long. Long này bỏ công ra vẽ, nhưng mà có lẽ là nhìn cái mặt này trông khá đang bỏ cái mặt. Mặt ra sao lại không tua đều thế? Đúng không? Lộ cái mặt ra. Không phải nẹp trên trên sự dưới. Thế là. Nhưng mà vẫn là rút đi kinh nghiệm là hai cái mẫu thì rõ ràng cái mẫu bên phòng bên này có sáng có đậm thì nó sẽ đẹp hơn so với cả hai bên đậm này thì chúng ta thấy là hầu như là mọi người lúng túng trong cách xử lý. Cái áo đậm hơn hay cái quần đậm hơn, không phải cái áo hay cái quần, mà mọi người cứ cảm nhận thấy chỗ nào nó đậm ở trên cái tổng thể đấy thì nó được. Thế bây giờ vẽ da đen thì làm nào? Vẽ da đen quả thân thì làm nào? Mà đây là mọi người chưa đến, nếu mà mọi người chắc chắn mọi người nếu mà học cao hơn nữa thì vẽ mũi lôi, chắc chắn người ta sẽ chọn một cái người cực béo và một người cực gầy đứng cạnh nhau, thì mình cũng phải có một sự tương phản so sánh để nó ra được. Thế bây giờ chúng ta so sánh nhìn đã đen này đen thùi lùi, xong rồi thắng lại cho những cái nhím. Và cách thức mà dựng hình, nếu mà trong cái lớp mình cách thức dựng hình thì có một số người dựng hình rất là tốt, nét rất là tốt. Nếu mà cứ theo như thế thì cái sự monotone nó sẽ không còn nữa. Một số người trước đây là đã dựng hình này, cứ tua theo cái quyền công tua ấy, thì bây giờ hầu như đã bỏ dần hết rồi. Đấy là cái mà mình thấy là nó sự thay đổi. Đúng không? Nhưng mà nó phải có một cái thời gian, nhưng dĩ nhiên là cái thay đổi đấy thì có thể mọi người nhìn thấy từng bài một khi bày ra đây rồi chúng ta thấy ngay. Cách thức chúng ta tiến hành nó thế nào? Có thể chung là như thế này cũng là không đến mức độ quá ngây ngô mà. Đặt đi. Anh em say rồi. Quay. Bây giờ chỉ cần có những đổ người mà để anh làm tác nghiệp. Lên, bật lên thì chúng ta sẽ nhìn thấy rồi. Tác nghiệp. Này. Thì sau đây xin mời thầy Hoàng Bá Hồng sẽ có thêm một ý kiến. Anh được cho nó cỡ vào. Xin mời thầy. Đây là không phân biệt đâu là nhà. À, cái nữa đi. Xin giới thiệu, đây là người mẫu Di Hằng nhỉ? Hằng ôi lưỡi dài hết. Lưỡi dài này mà ấy là hơi bị được ấy. Lên đĩa. Ý em là lên đĩa. Lên đĩa đầy. Chào lưỡi, chào lưỡi. Ôi giời. Đầy chẳng có lưỡi.